Sáng nay tại Đà Nẵng, Viện Khoa học Xã hội Vùng Trung Bộ tổ chức hội thảo khoa học quốc tế thường niên với chủ đề Phát triển bền vững vùng Trung Bộ Việt Nam, những vấn đề lý luận và thực tiễn. Hội thảo có sự tham gia của hàng chục giáo sư, phó giáo sư đầu ngành, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý vùng địa phương trong và ngoài nước. Hội thảo nhằm tạo diễn đàn để các đại biểu trao đổi các vấn đề học thuật, chia sẻ lý luận kinh nghiệm thực tiễn cũng như đề xuất các giải pháp về phát triển bền vững vùng nói chung và phát triển bền vững vùng trung bộ nói riêng trong bối cảnh hiện nay tập trung vào ba nội dung những vấn đề lý luận về vùng phát triển bền vững vùng kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn về phát triển bền vững vùng ở việt nam một trong những kết quả quan trọng mà hội thảo hướng tới là hình thành tư duy mới cho phát triển vùng trung bộ bền vững đề xuất các định hướng hàm ý chính sách phát triển bền vững khu vực này trên cơ sở tư duy phát triển đặc thù vùng trong tình hình mới Thông qua hội thảo, Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ đã nhận được hơn 130 bài viết công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, các học giả trong và ngoài nước. Hội đồng khoa học cũng đã tiến hành tuyển chọn 33 bài viết để biên tập và xuất bản sách chuyên khảo.